Hôm nay đi ngang qua đây mình thấy có một chiếc máy cày lên rất là đẹp ha, có vàng lam ủi trước ha. 5 tỷ. Ồ. 5 tỷ nó ba động tác. Ủa anh là chủ gara đây hả? Ừ. À anh đóng cái này hả? Ừ. Ờ cái này như vậy thì mình đóng cái này giống như cái của thằng máy ủi 5 tỷ luôn anh ạ. À. Đúng rồi đúng. Cái này mình chế về để ủi hả? Ờ nó ba động tác á, xe ba chiều. Dạ em biết rồi, xe máy ủi 5 tỷ giống mấy cái D30 đó mà. Y chang D30 mà. Cái lam này chắc cũng cỡ D30 luôn nè. Rồi như vậy thì nó ủi anh thấy nó có đạt được cái mức độ mà mạnh của nó không? Tùy theo máy thôi. À. Máy mạnh ủi mạnh, máy nhẹ ủi. Như cái con này là mấy ngàn ta? Cái này có 1843. 1843 mà mình làm cái vàng ủi này như vậy rồi ủi nó có mạnh khỏe không ấy chứ? Ừ. Cái này về để nó ủi cái gì? Đất nó sang lắp mấy cái mà cái nhà, cái nền nhà đúng không? Ồ cái này sang lắp nền nhà là cực kỳ hết ý luôn anh. Như vậy mình đóng một cái vàng như vậy nè. 42 triệu. Thì 42 triệu lại vàng trước hả? Vàng trước á. Rồi cái vàng sau này? Sau là ép luống. Ép luống này là mình đóng hết ép bao nhiêu tiền? Luống nó trồng khoai, trồng đồ á. Dạ. À, lên luống. Dạ lên luống luôn. À, là nguyên cái vàng này mình đóng hay là mình cải tạo không, từ cái vàng Nhật qua? Cái này nếu mà không có vàng sới là 13 triệu. Dạ. Không có vàng sới ta đem tới á. À không có vàng sới, à, đem tới mình đóng nếu cái có vàng sới thì mình mua vàng sới cộng lên thêm. À mình chế cái gì nhiều mà tới 13 triệu dữ vậy anh? Này nè. Ép luống nè. À, phần này đây hả? Bỏ. À, cắt bỏ rồi mình chế vàng sắt dày gì vô. Vàng sắt dày gì? À, hai bên. À vậy hả? Rồi dao. Dao đồ của nó hả? Bánh xe này. À, bánh xe đỡ. Của nó luôn hả? À. Là 13 triệu hả? À. Còn cái vàng trước là tổng 42 triệu. Tổng cái này là 42 cộng với 13. Là 54 triệu à? À 55 triệu. 55 triệu. 55 triệu. 55 là... triệu mà tôi bớt nó triệu còn 54 triệu á. À 54 triệu hả? Dạ. Ở đâu anh thử anh lên anh thử làm mấy động tác thử xem coi nó làm đồ nó đi sao. 5 tỷ là y mấy ủi D30 D20 đồ luôn á. Dạ. Xong ra anh. À. Ve ve lại một chút cỡ nó bể cái nhà của người ta anh. Ve lại một chút anh. Thử trước này thôi. Ghe lại một chút cơ bản nhà người ta anh. Ủi được đám cỏ ra thì hay quá ha. À. Xuống hết nó tới đầu anh. Xuống hết tới đầu. À xoay lam luôn dữ. À, anh xuống hết thử coi, anh xuống hết lam thử coi. À ô xoay dữ ta. À. À nó xuống vậy thôi chứ nó đâu có nâng được lên hả? À? Nó đâu có nâng được chiếc xe lên hả? À? Đâu đâu anh xuống hết mất rồi, anh đạp ga lên, anh ít ga quá. Đạp ga lên nha. Ôi không được anh. Nó tới đây hiện tại giờ nó đụng đây rồi. Nó cấn cái này rồi. Anh phải tháo cản ra. Cấn cản rồi. À, đúng rồi. Thì cấn cái cản rồi. Bây giờ muốn ấy thì à... Dạ. Ô bị cấn cản rồi. Bây giờ anh làm sao anh phải cho nó vượt qua được cái cản này. Hoặc anh à... anh tháo cái cản này ra hả? Anh cắt bớt cái cản này đi, đưa vô một chút, đưa cản vô một chút. Nó có thử nghiệm là nó cũng phải có một cái ấy của nó chứ đúng không?
Dạ. Đâu anh? Cái này là để mình để mình nghiêng làm. Nghiêng là hai vàng cốc. Sao anh không chế nó lên trên này luôn cho nó? Cái mà chế gì? Dạ. Cái này gì không, mà. Ý là chế cái này lên không đây nè. Đây. Cắn này cho nó đáp nó khó. Dạ. Đáp nó khó. Cắn lên đây luôn nè. Dạ. Tại vì biết sao không? Khi mà người ta ủi á, là cái người mà điều khiển á, nó cũng cần như cái cần này. Cần này nó chỉnh một lần thôi, gì nó muốn nghiêng làm. À. Một lần thôi rồi. Nó nghiêng lần thôi. Không cũng cần anh. Không, cái này không có chỉnh nhiều. Không, cái này mình muốn lên cũng được thôi, anh chế cây sắt lên đây. Dạ. Anh chế, thí dụ anh chế cây sắt lên đây, nó cong lên vậy nè ha. Xong nó bẻ vậy. Thí dụ anh lên vậy đúng không? Cong lên vậy. Không bẻ ngược lại vậy thì càng nặng lắm, xài lắm. Dạ. Không xài đó anh. Tại vì em dân đi làm mà về ủi này em biết mà. À, lên cao dữ vậy hả? À. Thôi hết rồi, hết ti rồi. Hết ti rồi. Một chút nữa là hết ti rồi. Cái độ xuống nó cũng cần lắm anh. Dạ. Dạ. À. Dạ. Cái này anh chế này là mấy bộ rồi? À vậy hả? Tắt máy. Đây hả? Tắt máy. Chỗ nào? Ngày đó. À anh đã chế nhiều bộ rồi hả? À vậy hả? Video đâu có nhiều lắm. Dạ. À anh quay video nhiều lắm hả? Nó ba bốn loại, loại rẻ rồi mắc. À. Theo em á thì cái loại mà nó đơn giản thì có 17-18 triệu thôi. À 17-18 triệu là 2 ti à? 3 ti. 3 ti à? 3 ti. 3 ti. Nghiêng mặt này. Còn cái kia khi mà mình chỉnh nghiêng là mình xoay à? À mình chỉnh góc là mình xoay. À nhỏ. Theo em á thì cái mà cái lam này nè, cái này nè, cái ti cái này là cái lam này nó phải xuống được là cái độ nó sâu hơn, không cần nâng lên cao lắm, nâng lên cao cỡ tới đây là được rồi, cỡ tới đây là được, nhưng mà điều cái độ mà độ xuống của nó phải xuống cho sâu xuống, tại vì khi mà anh mà máy cày mà xuống sâu thì nó làm gì, sâu nó bơi bánh, máy cày mà xuống sâu thì bơi bánh chuyện nổi ha, dạ. Không, nhưng mà sâu hơn tí xíu thì nó cũng tiện hơn á. Nó đưa bánh lên, dạ. Tại đưa bánh lên bơi á. Dạ, cái này mà vô lô rồi bơi thử ủi thử ha, có lý ha. Dạ. Như vậy là anh đã chế nhiều bộ rồi, là người ta làm ok. Đây có bộ nhỏ nè. À đâu, dạ. À cái bộ đào này sao anh? Hả? Bao nhiêu bộ này? Bộ đào lỗ vuông nè. 22 triệu bộ. Nó đào xong á là vuốt luôn thẳng luôn. Cái sao nè? Ủa. Cái này đào lỗ hay là mình xới? Đào mương. À đào mương hả? Đào mương thoát nước, đào mương trong ống. Cái này em thấy người ta đào lỗ luôn anh. Không, đào lỗ là sao? Đào lỗ không. Người ta đào lỗ vuông xuống á, người ta thọc xuống. Đào lỗ vuông thì tháo thằng này ra. À tháo thằng đó ra. Dạ. Còn là đào rãnh. À tháo thằng đó ra là ấy thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta đào lỗ vuông là người ta tháo thằng này ra nè. Tháo phần này. Người ta thả xuống. Dạ. Vuốt cái rãnh ra ngay á. À còn này vuốt rãnh là mình 20 mấy triệu một cái hả? 22 triệu. Như mấy cái đồ này mình làm mình có bảo hành không anh à? Có chứ. Bảo hành bao nhiêu năm anh? 6 tháng. 6 tháng hả? Ừ. Dạ. Ủa còn một cái lam nhỏ trong nữa hả? Gì? Còn một cái máy ủi, cái lam ủi nhỏ có, trong nữa hả? Hai, ba cái. Chỗ nào? Đi vô xem hay sao anh? Anh đi vô coi hả? Hay là coi video? À coi video hả? À dạ dạ.